Từ khi tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, 6 tháng đầu năm 2021, nhiều chuyển biến tích cực. Xin chào quý vị. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mệnh chủ tuổi Đinh Dậu thường là người có ý chí mạnh mẽ, họ sống luôn có mục tiêu, luôn cố gắng, phấn đấu trong cuộc sống. Trong năm 2020, tuổi Đinh Dậu vừa bị thái tuế kìm kẹp, vừa bị dịch bệnh ảnh hưởng, khiến mọi thứ, dù ở độ tuổi lục tuần, đều bị đi xuống, gặp nhiều khó khăn. Nhờ vào tài năng và ý chí kiên định, mệnh chủ đã vượt qua được mọi khó khăn, thử thách. Mọi sự cố gắng đều được đền đáp trong năm 2021, tuổi Đinh Dậu dần khôi phục lại được mọi thứ, thậm chí phát triển ngoạn mục hơn, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, có quý nhân nâng đỡ, tiền bạc ùn ùn kéo đến, đếm tiền mỏi tay, tiêu ba đời không hết. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi của ông bà tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi Đinh Dậu trong nửa đầu năm 2021. Vận trình của tuổi Đinh Dậu trong từng tháng và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu để quý vị và các bạn có một năm mới bình an và sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây là phần tổng quan về tử vi của ông bà tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Tử vi nửa đầu năm 2021 dự báo vận trình của những ông bà tuổi Đinh Dậu trong khoảng thời gian này có nhiều chuyển biến tích cực. Vận quý nhân vượng, ông bà sẽ tìm được những dự án hợp tác tiềm năng, đối tác hợp chí hướng, hợp tác làm ăn thuận lợi. Nhưng trong thành công, may mắn chỉ là một phần, chủ yếu vẫn phải dựa vào năng lực. Ông bà chỉ cần chủ động, giành lấy cơ hội, không ngại gian khó, ngày đổi vận chẳng còn xa. Hơn nữa, sự chủ động cũng giúp ông bà giảm bớt một vài áp lực tinh thần và luôn làm chủ tình huống. Đặc biệt, để mọi việc được viên mãn, gặp nhiều may mắn và hóa giải các xung sát do thái tuế, thì thầy Gia Cát khuyên ông bà tuổi Đinh Dậu nên mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài, thái tuế. Vật phẩm sẽ nghênh đón quý thần để hóa giải vận hạn, hung tinh trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của ông bà tuổi Đinh Dậu trong 6 tháng đầu năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Năm 2021, ông bà người tuổi Đinh Dậu bước sang tuổi 64, ở độ tuổi có thể an nhàn, hưởng lương hưu, nhưng vẫn có ông bà nặng tâm với sự nghiệp nên vẫn đang hăng say làm việc. May mắn là trong thời gian nửa đầu năm, ông bà không phải chịu quá nhiều áp lực, thậm chí nếu có thì cũng sẽ chủ động tìm được cơ hội để giải tỏa. Công việc có bước tiến triển ổn định, tạo nguồn động lực và sự yên tâm rất lớn. Ngoài ra, trong thời gian này, vận vượng quý nhân, nhờ vậy mà các hạng mục, dự án hợp tác của ông bà đều tiến hành trôi chảy, lợi nhuận thu về khả quan. Tuy nhiên, ông bà nên tránh các việc dính dáng tới pháp luật, tranh chấp, kiện tụng, kẻo sẽ nhận phần thua thiệt về chính bản thân mình. Vậy nên trong thời điểm này, ông bà cần mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu để tăng thêm may mắn, chiêu cát lành và tài lộc. Đặc biệt là khi sử dụng vòng, ông bà sẽ luôn được quý nhân che chở và tương trợ trong công việc, hành thông, quan hệ công việc cũng dần tốt đẹp. Về mặt tài lộc và tiền bạc, tử vi ông bà tuổi Đinh Dậu nửa năm 2021 cho thấy ông bà được bán hợp quý nhân phù trợ,
tài vận của ông bà khá hanh thông. Ông bà tự chủ được kinh tế, còn hỗ trợ được cho con cháu. Cơ hội đầu tư trong năm không ít, đặc biệt là trong các dự án bất động sản. Nếu thấy hứng thú, ông bà có thể tham gia, rất dễ thu được lợi nhuận khả quan. Ngoài ra, các khoản phúc lợi xã hội cũng tăng lên, giúp ông bà có nguồn lương hưu đảm bảo, không phải phụ thuộc vào con cháu. Để nắm bắt được cơ hội tốt trong thời gian này, ông bà tuổi Đinh Dậu hãy sử dụng pháp khí của nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ. Đồng thời, pháp khí sẽ giúp ông bà xua đuổi những vận xấu, ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn trong năm. Về mặt tình cảm và gia đạo, nửa đầu năm Tân Sửu là thời điểm vượng vận duyên với ông bà tuổi Đinh Dậu. Ông bà có cơ hội kết giao với những người bạn chung chí hướng, chung sở thích và có người còn giúp ích rất nhiều cho việc mở rộng và phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, duyên khác phái quá vượng đôi khi có thể gây phản tác dụng, nhất là với ông bà đang có gia đình. Ông bà có thể rơi vào một số tình huống khó xử, không thể từ chối hoặc bị hiểu lầm. Tốt nhất ông bà nên giữ mình trước những cám dỗ để không tạo thành ảnh hưởng xấu tới gia đình và những người thân yêu. Ngoài ra, trong thời gian này, ông bà hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp ông bà đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ. Đặc biệt là giúp da đẹp, êm ấm. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của ông bà tuổi Đinh Dậu trong nửa đầu năm Tân Sửu khá tốt, không tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ. Tuy nhiên, bệnh vật khó tránh, thỉnh thoảng cơ thể của ông bà xuất hiện những trục trặc nhỏ, nhưng gặp đúng thầy, đúng thuốc, được chữa trị tốt, không gây ảnh hưởng quá nhiều đến sinh hoạt. Để có thể một năm bình an, ông bà tuổi Đinh Dậu hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp ông bà xua đuổi hung tinh, vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa, hộ mệnh, bảo vệ ông bà tuổi Đinh Dậu suốt một năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của ông bà tuổi Đinh Dậu trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của ông bà qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất là tử vi tháng 1 âm lịch. Ngay từ tháng riêng này, ông bà tuổi Đinh Dậu sẽ cảm nhận khá rõ những chuyển biến tích cực trong vận trình của mình, đặc biệt là ở phương diện sự nghiệp và tài lộc. Cơ hội thăng tiến đang rộng mở ở trước mắt, thu nhập nhờ vậy được cải thiện, cho nên ông bà cần chú ý nắm bắt cơ hội kịp thời. Tuy nhiên, khối lượng công việc tăng lên khiến ông bà phải vất vả hơn rất nhiều, cơ thể vì thế có dấu hiệu lao lực. Phương diện sức khỏe của ông bà trong thời điểm này cũng không lý tưởng. Nên nhớ việc kiếm tiền quan trọng thật đấy, nhưng ông bà cũng không nên bỏ qua việc chăm sóc bản thân mình. Thứ hai là tử vi tháng 2 âm lịch. Cục diện tương xung xuất hiện trong tháng 2 âm lịch báo hiệu những điều xui xẻo đe dọa vận trình của ông bà tuổi Đinh Dậu. Mưu sự khó thành, có điểm báo tranh chấp, ông bà nên cẩn trọng trong từng hành động của mình. Tài vận trong tháng có dấu hiệu sa sút do bị nhiều hung tinh chủ về hao tài chiếu mệnh. Vốn dĩ thu nhập tháng này không có khởi sắc, nhưng nhu cầu chi tiêu mua sắm tăng cao, các khoản tích góp cũng bị lấy ra sùng cạn. Thói quen tiêu xài không có kế hoạch sẽ gây ra gánh nặng kinh tế cho chính ông bà. Do đó, điều quan trọng trong tháng này là ông bà phải biết tiết kiệm để cuộc sống bớt áp lực. Tháng 3 âm lịch, ông bà tuổi Đinh Dậu vốn giàu tham vọng, nhiệt huyết với công việc nên ông bà luôn xông pha, không ngừng nghỉ. Tháng 3 này là thời điểm để ông bà phấn đấu tiến tới sự đột phá. Lại thêm lục hợp nâng đỡ, với bản lĩnh sẵn có, đầu óc biết tính toán, ông bà sẽ đạt được những bước thăng tiến đáng kể, khiến đồng nghiệp và cấp trên dành nhiều thời gian, khiến đồng nghiệp và cấp trên dành nhiều lời tán dương, thậm chí là ngưỡng mộ. Ngoài ra, một số dấu hiệu mệt mỏi của cơ thể cho thấy sức khỏe của ông bà đang xuống dốc sau khoảng thời gian bận rộn kéo dài. Vì vậy, ông bà nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn. Tháng 4 âm lịch. Trong tháng này, nhờ có tam hợp che chở, mặt công danh, sự nghiệp của ông bà tuổi Đinh Dậu có nhiều chuyển biến tích cực. Công việc có nhiều đột phá và được quý nhân giúp sức sớm giành được thành quả khả quan. Hơn nữa, vì luôn chọn đường đầu thách thức để tìm ra cơ hội phát triển, ông bà đang đi đúng hướng. Sự chăm chỉ và nỗ lực trước đó của ông bà đem về kết quả xứng đáng, mở ra cơ hội thăng quan, tiến chức.
Chuyện tình cảm trong thời điểm này cũng có tiến triển mới. Ông bà được người thân, bạn bè xung quanh ủng hộ. Tình cảm vợ chồng ngày càng được củng cố, có thể đón tin vui về chuyện con cái. Tháng 5 âm lịch. Trong tháng 5 âm lịch, vận trình ông bà tuổi Đinh Dậu không được khả quan. Nguyên nhân chủ yếu là do vận kém, thu nhập giảm sút mà nhu cầu chi tiêu mua sắm tăng hơn trước nên tiền bạc thất thoát nhanh chóng. Sau đó, áp lực kinh tế đương nhiên sẽ gia tăng, thậm chí ông bà có thể đối mặt với nguy cơ nợ nần chồng chất nếu không sớm điều chỉnh lại thói quen, chi tiêu của bản thân mình. Tháng 6 âm lịch. Vận trình tổng thể của ông bà Đinh Dậu trong tháng 6 âm lịch rất tốt, cát khí lan tràn. Trong tháng này, công việc không chỉ khởi sắc mà thu nhập cũng tăng lên, có người thậm chí còn được thăng quan, tiến chức. Cơ hội không phải lúc nào cũng sẵn có, do đó ông bà nên bắt kịp thời để không bỏ lỡ cơ hội cải thiện chất lượng cuộc sống và địa vị xã hội của bản thân mình trong tháng này. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của ông bà Đinh Dậu trong vận trình nửa đầu năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi. Thứ nhất là theo sao hạn. Trong nửa đầu năm Tân Sửu, ông tuổi Đinh Dậu bị hung tinh thổ tú chiếu mệnh. Thổ tú thường đem lại sự trở ngại, xung khắc, miệng tiếng thị phi, có thể ném đá giấu tay, sinh ra thư kiện, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu, xấu nhất là vào tháng 4 âm lịch. Đối với bà thì trong thời gian này gặp sao vân hớn chiếu mạng, công việc ở mức trung bình. Bà sẽ vướng khẩu thiệt, lòng thương tật, ốm đau, nóng nảy, mù miệng, gặp tai hình, kiện cáo, pháp luật. Ngoài ra ông bà còn gặp phải hạn ngũ mộ chủ về hao tài, bất tài. Cho nên ông bà không được tin người thái quá, không cho ai ngủ nhờ, kẻo gặp tai nạn, tai bay vạ gió, mất tiền, mất của. Mua đồ cẩn thận, kẻo mua phải hàng giả, tiền mất, tật mang. Thứ hai, luận cát hung theo là số tử vi. Cung mệnh của ông bà tuổi Đinh Dậu gồm có các cát tinh, lộc tồn, phượng cát, giải thần, hàm trì, tốt cho tài lộc và công việc. Hung tinh có bạch hổ, phi liêm, thiên quan, tác động xấu tới sức khỏe, đề phòng thương tật, bất ngờ. Cung tam hợp thì gồm có các sao hoa cái, thiên phúc, long trì, tốt cho nhân duyên và mặt ngoại giao, nhung thuần, triệt, thiên khốc, thái tuế, pha toái, quan phù, cản trở công việc, gia đình có chuyện buồn, khóc. Cuối cùng là cung xung chiếu thì có hai hung tinh lưu hà và tăng môn mang điềm báo gia đình có chuyện buồn, đề phòng tai nạn sông nước. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng đầu năm 2021 tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm luận giải và tử vi. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin cuối của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những kiến thức mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.